Thật ra Lekas xin chào các chị. Trong ngày hôm nay đây thì Lekas sẽ hướng dẫn cho các chị một video clip để có thể thay phần tai khóa kéo này. Tai khóa kéo này là tai khóa kéo bằng da. Mỗi sản phẩm khi các chị nhận được lúc ban đầu sẽ là phần tai khóa kéo da như thế này. Nhưng trong trường hợp nếu mà mình bị rơi mất thì Lekas vẫn sẽ có cách khắc phục được cho các chị. Thì trong video ngày hôm nay Lekas sẽ hướng dẫn cho các chị cách để mình có thể khắc phục được điều này tại nhà nha các chị. Điều đầu tiên mà mình cần đó chính là một chiếc túi đã bị mất tai đầu khóa kéo. Thứ hai đó chính là mỗi một cái sản phẩm Lekas sẽ có một cái tai đầu khóa kéo bằng sắt như thế này. Tùy vào kích cỡ của sản phẩm mà Lekas sẽ gửi cho các chị một cái tai đầu khóa kéo tương ứng để các chị có thể tự thay tại nhà. Công cụ để các chị có thể thay đầu khóa kéo tại nhà đó chính là chiếc dùi. Ở Lekas sử dụng một cái phần dùi kim loại có phần nhọn như thế này để có thể dễ móc và thay đổi. Tuy nhiên nếu các chị không có cái phần dùi này, mình có thể sử dụng bằng bất kỳ một dụng cụ kim loại nào với đầu nhọn như thế này là được nha các chị. Và sau đây thì Lekas sẽ hướng dẫn cho các chị cách để mình có thể thay tai đầu khóa kéo tại nhà. Ở đầu khóa kéo sẽ có một cái lẫy nằm ở dưới các chị ạ. Khi đó thì các chị sẽ dùng cái dùi nhọn này giúp em đẩy cái phần lẫy này vào ạ, đẩy vào bên trong. Cái lẫy này sẽ tự di chuyển. Và khi đó các chị sẽ dùng cái tay còn lại đẩy cái phần tai khóa kéo ra ngoài giúp em. Tương tự như vậy ạ, khi đã có tai đầu khóa kéo, các chị cài cái phần lưỡi vào đây giúp em nha. Mình sẽ cài hờ vào đây. Các chị kéo vào, tách một cái ạ. Các chị nghe thấy tiếng tách không ạ? Khi tách một cái nghĩa là lưỡi đã hoàn toàn nằm ở bên trong phần đầu khóa rồi. Mình kéo thử xem là có bị rơi ra ngoài không. Khi mà không rơi ra ngoài nghĩa là mình đã hoàn thành các bước thay tai đầu khóa kéo đó ạ. Và đó chính là cách Lekas hướng dẫn cho các chị cách để có thể thao tác thay đầu khóa kéo tại nhà. Mong là video này sẽ hữu ích với các chị ạ. Thợ da Lekas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ tiếp theo của các chị. Xin chào và hẹn gặp lại.